chào quý vị và bà con ngư dân. Vùng xoáy thấp ở khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc đang có xu hướng di chuyển chậm ra ngoài. Vì vậy, trong những ngày tới, vùng thời tiết xấu do vùng xoáy thấp này tạo ra sẽ là khu vực phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông, vùng phía bắc vĩ tuyến 18. Còn ở khu vực phía nam vĩ tuyến 18, trong đó có vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, không nằm trong vùng ảnh hưởng của vùng xoáy thấp này nên thời tiết tốt. Còn ở khu vực giữa và nam của Biển Đông bao gồm huyện đảo Trường Sa, gió Tây Nam có cường độ mạnh, ở mức cấp 5 đến cấp 6, biển động. Ngoài ra, ở phía Nam còn có mưa rào và dông mạnh, tầm nhìn xa bị giảm thấp và tiềm ẩn nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh. Tiếp theo, mời quý vị và bà con đến với những dự báo chi tiết cho các tuyến hải trình ra vào đảo. Thưa bà con, vùng xoáy thấp khả năng cao là sẽ di chuyển ra ngoài, vì thế ảnh hưởng của nó đối với khu vực Vịnh Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Trong đêm nay và ngày mai, ở Vịnh Bắc Bộ còn có mưa rào và dông, nguy cơ lốc xoáy và gió giật. Nhưng mà sang đến ngày 12 tháng 6, thời tiết chuyển tốt, việc lưu thông đi lại trên tuyến hải trình từ Hải Phòng ra Bạch Long Vĩ cũng sẽ bình thường trở lại. Dọc từ Quảng Trị trở vào đến Bình Thuận, gió có hướng Tây Nam nhưng cường độ không mạnh và mưa dông không nhiều. Trên huyện đảo Lý Sơn trong ngày hôm nay, gió chỉ mạnh từ 4 đến 6 mét trên giây, tương đương với cấp 4 đến cấp 5 trở lại. Sóng biển thì thấp và không có mưa dông, vì thế các hoạt động trên biển như là khai thác ngư trường hay đi lại trên tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra đến đảo Lý Sơn và ngược lại vẫn có thể diễn ra thuận lợi. Tuyến hải trình từ Rạch Giá ra Phú Quốc nằm trong vùng tác động của gió Tây Nam, nên những cơn mưa rào và dông mạnh xuất hiện liên tục, khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp cả ngày lẫn đêm. Nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật sẽ thường trực bất kỳ thời gian nào trong ngày. Tàu thuyền hoạt động chú ý để đảm bảo an toàn. Bản tin thời tiết biển hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong 24 giờ tới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo.